Chào anh em trở lại kênh YouTube của nhà kinh doanh chuyên về dòng xe của Chanel. Nhà kinh doanh tiếp tục lên list cho anh em mình coi giải trí tham khảo luôn. Biết cái nhà kinh doanh hôm nay sẽ làm chiếc xe cho anh trai đến từ 83 Trà Vinh. À Sóc Trăng, Sóc Trăng. Thì anh trai này có đến đây trực tiếp nhưng mà cũng có ngại nghe, thì em cũng đứng đại diện làm luôn. Nhưng mà em làm cái cục máy của anh Nguyễn Hoàng Thiện ở Ba Chi tỉnh Bến Tre. Khui cục máy ra luôn các bạn đây. Cái này gắp chiếc xe cho anh Dũng Sinino rồi, nay có thùng xăng lớn rồi. Ba cái đồ FP này mua nhiều khi nó đặt hàng cũng hơi lâu nha. Em là mua cái hệ này thì cũng dữ lắm chỗ mua đó. Anh em biết rồi đó. Ra nó cũng ấy. Mấy cái đồ nó hết hàng đó nhiều khi đi mua nó khó. Chứ em mua 2 3 điểm mua đó. Này cũng nhờ anh Dũng mua giùm em luôn đó. Nhìn Dũng nay còn lên áo nữa là xong rồi. Cái xe này của anh trai ở Sóc Trăng. Để em nghe cái máy là cái trai anh trai nó cái nồi, em nghe cái nồi xe này chạy có yếu nha, máy thì không có kêu. Dạ, kêu hơi hơi luôn em ơi. Giọng nó giật kìa, nó kêu cấp cấp trong cái nồi kêu giống để mở cái máy này của anh ơi. Của anh Thiện này ở Bến Tre này, này. Ta cái máy ta đợi đem đi bán cát thì thi gốm mà trời. Ồ chết luôn, thứ gì chịu nổi bưng ra để ơi, ba mày bu đó làm gì á. Rồi em nhận cục máy của anh Thiện thì gồm có cái máy với cái họng ga. Nói chung anh em dọn xe thì bán cát cũng được đi, nhưng mà cái lời khuyên của em nên đừng có nên bán cát, thất bại lắm. Cát tại sao thất bại? Tại vì á là bán cát là cái mặt nhôm của anh em là mắc hết trơn cái lớp một cái lớp phủ nhôm của người ta rồi. Thì trong cái lớp phủ nhôm nó làm bóng nhôm của anh em á, là khi bụi đất nó dính vô á là nó chợt ra. Còn anh em mà xử lý bắn cát đi thì hết trơn cái lớp phủ nhôm của người ta rồi là nó không có chợt ra, là nó dính, là nó dính vô luôn. Ví dụ như cái trường hợp cái nắp này bắn cát được nè, tại cái nắp khi mà anh em bắn cát á là anh em xử lý là mình sơn lại á là được nè. Thì này bắn cát đi thì nữa mình sơn lại không sao. Còn như mấy cái mặt đầu nòng nè thì không sao đâu, đến với em á này em cứu được nha. Thì cái này em cứu được là cứu được, không được thì mình thay mới cho anh em. Cái gì đây? Thì cái này em sẽ, tại vì mình sẽ có cái máy xử lý nhôm rồi anh em, mình sẽ làm đẹp lại chở về cái nước nhôm gin, rồi người ta có một cái lớp đặng ta phủ lên nữa, ta hấp lại đặng cho cái nhôm mình nó giống như trở về, giống như là trong trong cái xưởng sản xuất ra vậy đó. Vậy nó mới đạt cái tiêu chuẩn của cái dòng máy này anh em. Còn em cái chuyện mà làm sạch mà trắng tát lên đó, thì cái này nó cũng trắng tát nè. Mà nó trắng cái kiểu trắng cái màu xi măng chứ không phải mà nó trắng cái kiểu mà cái trắng màu đẹp của người ta nghe. Thì thời gian sao này cái nó đóng nó dơ nó xấu hơn là khi anh em không làm kiểu này nữa, là vậy thôi không có gì. Thì chủ xe có nhờ em giải quyết cái vấn đề này cho thì em sẽ giải quyết cho anh em luôn. Cái bọc này bọc gì đây em nữa, rồi cho mấy để mở hết trơn cái đi rồi cho anh em mình coi. Rồi chiếc Canel GT này tôi em mở cái nồi thì theo yêu cầu chủ xe là kiểm tra có nồi coi, mua cái xe lâu quá không biết zin hay gớt nữa. Thì mở ra chiếc xe thì con Dung cũng chúc mừng chủ xe trúng cái xe zin đi cũng được. Thì zin này là em chỉ bảo dưỡng thôi. Đây chạy những cái dòng nồi đồng có đá của anh em mình chạy mười mấy năm nè, anh em thấy không? Chuông này vẫn còn đẹp nè đó. Anh em thấy mấy cái gạch này, anh em đừng có hoang mang nha. Nè. Cái rãnh đó là cái dấu chạy nó ôm vô cái rãnh bố á, cái đó là cái nước cốt luôn nha anh em.
anh em không biết mà đi vớt cái gảnh nó bỏ đi rồi là coi như cái nồi anh em là giục bỏ đó, chứ không ngon lành gì đâu. Nên là không tin nó kiếm mấy cái nồi nào mà mắc đi vớt cái gảnh, anh em đang chạy có gảnh là đi vớt thử đi coi nhà nghe Giang nói đúng hay sai nha. Nè cái gảnh đó, nó ôm vô gảnh bố rồi nè, em thấy chưa, bố người ta chạy mười mấy 20 năm nay nên thấy chưa, vậy mới gọi là đồ nồi đồng có đá được đó. Còn trẻ mà già 3 năm rồi mà giục bỏ còn gì là nồi đồng có đá đó. Rồi nói xương qua cái nồi như cho anh em nắm thôi. Tới cái cục máy cái này của anh Nguyễn Hoàng Thiện thì tôi em mở cái hết trơn rồi nè, cái này bán để kiểm tra ở trong cái bụng cái dên ghim còn nè. Là dân ghim cái là dân ghim còn đây là cái số máy của anh Thiện đây. Má ơi bắn cát đâu có mắc mẹ số máy ta luôn má ơi, trời ơi cái này anh em đi sang tên là tàn sương mạng rồi, chung là số máy hết thấy luôn anh em. Cái máy mà anh em đi bắn cát này chết rồi. Tao có bắn cát thì người ta bít cái này lại, người ta lấy miếng giấy đó ta dán lại. Mẹ số chưa người thấy đường thấy bọn gì đâu mà sang tên trời. Rồi cái xe này thì báo cho anh Thiện biết rồi, sau này mà có đi sang tên này kia là hiểu rồi đó. Đóng số lại. Số thấy mà rất là mờ anh em ơi, bắn cát đi nó mắc số của người ta. Rồi. Lòng thì có lên code rồi trong lô rồi. Đa phần em thấy lên code rồi dính đồ lô nhiều nè. Tại thị trường mấy đồ game này đâu có bán đâu. Em phải biết chỗ mua mới có nha. Ở Việt Nam này cái đồ game mua là hiếm lắm. Cái hàng ốc nhất này, đây cũng si vậy. Lên code rồi. Số cốt nhông tải có mòn. Ra cái nồi ra làm sao? Nhông tải mòn 50-50 rồi. Cha nồi ghiên nha, mà ghiên nồi ghiên cái nồi chạy cũng nhiều nghe nè, gốc trong tải mọi em biết rồi đó, nồi còn nè, chạy cái rãnh muốn hết rãnh luôn. Anh em muốn biết cái rãnh nào, cái rãnh mấy rãnh bố nè, anh em muốn biết cái nào mà còn xài được không được là dựa vào cái kinh nghiệm của mình nữa nha anh em. Cái rãnh nào mà anh em dòm nó sâu nó gõ, nói chung nó có cái đường rãnh nó rõ ràng là mình xài được. Nhưng mà cái rãnh này nè, hai cái hoàn toàn khác nhau nè. Sẵn đây cho anh em mình phân biệt chút xíu mấy cái đồ ghim nha. Anh em thấy vẫn có rãnh nha, nhưng mà anh em dòm cho công camera biết nó làm sao à. Thì cái rãnh này nó bị ấy luôn nè. Bị mắc rãnh luôn nè. Lấy cái bố ghim mượn mớ ghim lên đó coi. Mượn cái bố còn nước cốt đó cho anh em coi luôn coi. Cho mấy cái hệ ghiền của anh em mình nè, mình sưu tập mình phân biệt đồ với anh em. Đó, không biết trong camera anh em dòm sao thì không biết, nhưng ở ngoài là hai cái hoàn toàn khác biệt lắm nghe em. Anh em dòm vô cái rãnh này nè thì cái rãnh này nó sâu. Còn cái ông nội này nó vẫn còn rãnh nhưng mà ông bị lì cái rãnh này. Nó bị lì cái rãnh này, giống như nó hết rãnh vậy đó. Còn cái rãnh này người ta còn nguyên cái đường giống như cái đường mương vậy đó. Thì em biết diễn tả sao cho anh em mình hiểu nữa thì anh em cứ dòm vậy đi. Đó. Sẵn đây có đây một cái nồi hết nước cốt, giờ cái nồi còn nước cốt đó. Cho nên là mở cái máy ra mình dòm mình biết nha. Thì em làm thợ hoài em dòm biết liếc qua cái em biết rồi. Em chỉ muốn hướng dẫn cho anh em mình chưa biết thôi. Là gì đó. Chứ không phải mà thấy cái mỗi cái nào của người ta ra là hết nước cốt hết. Rồi mình dòm mình liếc ra mình biết là cái nào còn nước cốt và cái nào hết nước cốt là gọi là chạy ít chạy nhiều đó. Thì coi cái máy đó là anh em phải coi cốt nhông tải là một, hai là anh em phải coi cái mặt bố này nè. Cái mặt bố này dưới vô cái chuông này cái nữa. Đó. Là mình mới giám định được là cái máy anh em chạy ít hay chạy nhiều là coi nhiêu đó. Còn cái chuyện mà nó trắng hay nó đẹp là cái đó là do mình xài nhớt kỹ nè. Thì cái nào nhớt kỹ lúc nào nó cũng phải ngon hơn cái vụ mà xài nhớt dơ đó. Đó là gì rồi thì cho fan anh em hãy ghiền nhiều cái kiến thức đi, sau này mình từ từ thì trong cái máy anh em gia chậm nhiều lắm chứ không phải một ngày một bữa mà anh em nắm được hết được trong cái máy này cái gì nước cốt và cái gì không nước cốt đâu nha. Đó rồi cái máy này để em liên lạc cho chủ xe coi làm phương án như thế nào rồi quay cho anh em mình tham khảo coi chơi lưu view chơi. Rồi tới cái tài thứ ba của em 67 em 11 này ở Thọ Sơn nè, Thọ Sơn tỉnh An Giang.
xe An Giang á, cái đường to. Dạ. Xe này tình trạng của mình là Đó, tình trạng mình chạy cái dạng như nó gồng gồng á nha. dạ. Giờ chủ yếu lên nhàn cái cứu chạy về chạy cày vừa không mình chở khách được. Dạ, xe này chạy xe ôm ha. Đó. Rồi để mà nó thì có chạy thử cái xe rồi. Nói chung là lên này nghe cái tiếng máy này nghe khó chịu rồi. Cái xe nó yếu anh em ơi, chạy nó thua chiếc Vempa nữa. Thì để về em sẽ giúp cho anh một vé để về anh chạy cày bừa xe ôm nha. Đó, rồi cho máy đợi nó mở đi. Nhưng cái máy này em có chạy thử rồi. Mở ra cái nồi dàn hơi anh đây. Còn cái chiếc xe này của anh trai ở Sóc Trăng. Tụi em chỉ bảo dưỡng cái nồi thôi nha nè, chứ không có làm gì đến cái máy này chơi, bảo dưỡng cái nồi để cho sẵn cho chủ xe kiểm tra cái xe này còn đúng zin không vậy đó. Sẵn mở ra bảo dưỡng cái nồi là cái xong rồi không cần làm dàn hơi luôn. Cái xe này cũng còn cọp đúng nè. Cảm ơn nhiều nha. Trời ơi, làm lấy tiền cảm ơn hoài tình chứ, đã gì đó. Là anh em lấy tiền làm giùm chừng nào ta làm giùm hết cảm ơn. Thì lại đây thì em muốn kiểm tra cho cái xe anh thì chúc mừng anh Gin. Vì em hướng dẫn cho anh làm mấy cái phần dàn ngoài lọc gió này kia, cái đó mình phải thay định kỳ là ok thôi. Xe này có bán cho người ta sau này cũng báo là xe Gin, tại mình có mở cho thợ kiểm tra rồi. Thông tin thì clip em có quay ngày hôm nay gửi cho người ta coi. Đầu mình bên trong vẫn còn Gin. Xe tâm huyết lắm để Dạ, xài. vậy đó. Về Cảm chỉ ơn nhắn nha. tin cho em một cái là được rồi. Chạy một chút rồi lột cái biển số ra ngang để công an nó dòm nó sao kỹ trời. lọc ra đi, lọc tới ra đi. Rồi, rồi. Về nhắn tin cho em hai cái là được rồi. Chích tên dốc luôn là biết rồi. Góc máy mới gượt liền đó. Rồi tiễn cho anh trai về thành phố Sóc Trăng. Trai lại đây thì mục đích là nhờ em kiểm tra cái máy coi còn đúng pin không. Chắc mua xe cũng 4x nha anh em. Ủa chứ 4x mà gì mà mở ra mà rất đau lòng lắm. Ra lại đây thôi mở, lỡ mở em kiểm tra thì bảo dưỡng cái nồi cái xong. Dần hơi em để nguyên luôn. Chứ mà theo ý anh em mà. Tại vì anh em muốn giữ chiếc xe Gin theo chắc theo mười mấy năm từ xưa giờ đó. Không cần phải làm. Cần lỡ đây em lại mở kiểm tra bảo dưỡng giùm cho anh em cũng được đó. Kiểm tra coi miễn phí cho anh em nha. Nhưng mà anh em có thay phụ kiện thì tính tiền thôi. Tại vì đó. Thì để làm cái chiếc xe này cho anh trai ở xe ôm chạy cảm nhận cái nữa. Anh trai này cũng ngại đi. Thành ra cũng không có cảm nhận được cái xe như thế nào. Thì đối với anh em lợi em thì cũng cảm nhận cũng nhiều lắm rồi, chứ làm đạt cái nên chứ không phải mà làm tầm bậy tầm bạ đâu. Rồi cái chiếc xe của anh xe ôm này tôi em mở kiểm tra cho anh. Cái máy này bụng zin quá. Ê zin nghe, bụng này zin nghe, cũng giữa zin nè. Giữa ngon. Còn nước cốt nè. Xe ôm thì xe ôm chứ miễn sao mình xài nhớt kỹ thì cũng còn nước cốt chứ. Đúng rồi. Rồi có cái dàn hơi làm tầm bậy nè. Bởi vì Dàn hơi này làm trái bê tông nè, dòm trái Attila nè, vừa chạy vừa la nè. Giờ neo rồi mới đưa mới thánh mới đưa trái tầm bảy tầm ba vô không trời chết luôn. Bay tầm Bởi vì ba lên anh nhàn cứu cho chén ơi chứ sao tự đây. bới Cứu cho chén đi chứ sao tự bới. Để coi coi bố gầy rồi bố dán bố vớt lên đây nè, keo anh em giờ thấy keo là biết rồi ha. Bố hãng mình là không bao giờ có cái vụ mà keo được nghe nè. Đó mà chắc vớt chuông mẹ nó rồi. Rồi đúng bon ha. Giờ bố dán là phải vớt chuông tại nó đi theo ba game mà nè. Ngu tầm ngu mã tầm má chứ, bố ghi là phải xài chuông ghi, còn bố dán là phải dứt chuông, nó nói vậy đó, đi vậy đó. Còn cái bố này thì cái bố này báo cho anh biết là cái bố này không phải bố hãng Honda mình, bị luộc rồi. Rồi bố này bố của thằng FCC rồi chứ không phải bố hãng đâu, bố hãng chút xíu nó lấy cho Bây anh giờ coi bố hãng, lên nhà là đừng luộc nữa, rồi nấu cho chín luôn, cho chín luôn, nghỉ luộc rồi nấu nghỉ chín luôn, luôn. chín luôn đi, đừng luộc nữa. Rồi anh thì để em giúp cho anh vé làm dàn hơi với cái dàn bố thì canh lại cho anh cái là anh chạy được rồi. Anh đặt cho cách tới cái phần review đồ của chiếc xe này là cái xe của cái cục máy không à, anh Thiện cái bánh tre gửi cho em đó để anh không có theo. Thì sẵn bên anh đi sửa xe làm đúng không, cũng có không đúng không. Thì nhờ tiếp đây xé nguyên cái mâm bí kíp đó, nguyên cái mâm đồ đó. Thì đây là cái mâm đồ mà khi nhà Kiên Giang làm cái máy cho những anh em mà cày bừa nè đó chưa. Rồi chút xíu nó nhờ sẽ nhờ anh tiếp em cái khâu đó hen. Rồi rồi qua quất luôn đi chứ đó là sẵn rồi qua là lụm luôn. Em sẽ review đồ cho anh Thiện, anh ở nhà anh không có anh không có đi trực tiếp, xé bật đạn trước đang cho nó vô trong cái lốc nè. Cái phần lốc máy này nè của anh Thiện nè, em vệ sinh sạch hết trơn nè.
Dạ đây nè mà số máy còn em ơi. Tưởng là mất đi số máy thấy mẹ rồi. Chung là trắng đẹp hết trơn nha. Thì cái dịch vụ này là cái dịch vụ nằm trong cái gói mà em có làm đẹp luôn đó. Em đổi nắp luôn nha anh em. Đây là cái nắp của anh Thiện đây. Đó, đổi nắp sơn đàng hoàng nha. Mới chát vậy đó. Cái cục máy của anh Thiện thì em vô cái lốc thái, cái lốc này cái lốc gã xe nè. Nè. Nhưng mà tụi em cũng làm đẹp sạch sẽ luôn đó. Thái nè. Còn trong cái máy á, em làm cày bừa cho anh em mình nó là không có thay hết. Em giữ lại giữ cái búa này nhưng mà phải thay tay thái nè. Này ắc kim nè. Đó. Người tận dụng cho anh em mình nghe nếu mà thay luôn cũng được thì tốn tiền anh em chứ tốn tiền ai đâu, anh em yêu cầu thì em thay. Còn anh em mà không có điều kiện thì em giữ lại cho anh em mình cày bừa chạy 5 10 năm nữa vậy đó. Tại vì cây búa này đâu có hư hao gì đâu, nó quan trọng là chạy cái tay dên. Còn lồng á thì cái lồng lớn quá rồi. FI mà lồng lớn quá thì em không có sấy lại nữa. Em dục bỏ luôn lượm những cái lồng khác nha. Lượm những cái lồng FI khác. Đó. Nhưng mà xài chánh bạc cái tông Honda Thái Lan đàng hoàng à, lụm đâu hên lụm được cái lồng ít tăng đa luôn mới chịu chứ. Đồ Cái đồ lụm mà. lụm. Thôi đồ lụm hên hên được cái lồng ít tăng đa luôn chứ. Đã chứ. Ngàn này chơi đồ lụm gốc ba. Đứng xé cái mâm này chút xíu nữa kể giùm coi nhiêu món nha. Rồi, chắc là tôi nghi chắc hết luôn của chiếc xe chứ không có còn nhiêu món đâu. Không Kể giùm coi nhiêu món. có kể nổi đâu. Cái nổi nữa. À, không có kể nổi Tại vì đâu. thường cái mâm này em không có quay chi tiết cho anh em mình coi được. Tại vì những cái bí kíp với cái tuyệt chiêu của em trong đây không à. À, em không có quay chi tiết được là gì đó anh em, lại đây có mặt đó thì mình đứng mình xé mình coi vô có Mà gì nếu mà anh em nào đó. mà nếu mà không có khả năng là lên anh nhàn giúp cho, nếu kẹt cả chén đầu thì anh bới, chén sau mấy anh tự bới nha. Đúng rồi. Còn bố làm cho anh em mình cày vừa làm sao thì em làm là thay luôn cái chuông nha, chứ em không có Nói dán ra bố nhà vớt trên bố này chuông anh lụm nhóc. đó. Chuông là em chơi luôn cái chuông mới luôn đàng hoàng vậy đó, có thương hiệu đàng hoàng chứ không có chơi mà chuông trôi nổi trên thị trường. Thì chuông FCC là những cái dòng máy cày bừa là em làm cho anh em mình là bố FCC luôn, chứ không có xài bố dán bố vớt nha. Đây cái này là kêu bằng cái bố FCC đây nè. Máy chát luôn vậy nè. Đó, chứ không có chơi bố dán, anh em giờ không thấy keo là biết rồi nè. Còn mấy bố dán của ta keo nó tài lè ra thắt lét cái gớm vậy đó. Còn bố lá cũng FCC luôn. Đó. Cái gói này cho anh em mình rẻ tiền mà ngon này, ngon bổ rẻ nè. Đó. Còn cái số thì em giữ lại nhưng mà em thay cốt nhông tải cho anh em mình. Em một số giữ lại nè. Thật ra là tại vì cái máy này em làm từ xưa giờ nó có ba game làm hoài tới vậy đó, thì có những anh em nào tiền nhiều hay nhiều tiền ít hay ít thôi, không có gì chứ. Nó có cũng đẩy đâu mất tiêu này. Đây nè, đây nè. Đứng xé cái mỏ giò lấy ghế ngồi nha. Rồi ok. Rồi rồi. Em cốt nhân tải được này em chơi cốt Thái Lan luôn rồi. Mua cốt hãng Honda hết rồi chơi với Honda Thái Lan luôn. Thì nó hơi mắc chút xíu không sao đâu. Mấy chục ngàn à. Để coi trong cái máy còn cái gì nữa không ta? Trên lòng. Đầu bò thì Hết em luôn gia rồi. công lại, em làm siết bắp này kia miệng mồm lại đàng hoàng. Không phải vệ sinh sạch sẽ như mới chứ anh em, giờ qua tưởng đồ mới nha. Không phải đồ mới nghe, cái nào mới là em báo mới à, cái nào cũ là báo cũ. Đó, cái này là đồ cũ. Còn ốc ác thì em xài ốc ác xé bịch hết trơn nha. Ốc xé bịch, ốc hãng không nghe, mấy ốc này là không phải ốc gam luôn nha. Này ốc 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 hãng hay là ốc ốc gam là gì Ốc này hả? Ốc này không biết gam hả, mà trong hãng đưa ra đâu, để chữ không ra đây nè, không biết để thằng không đai không hả? không biết là trong hãng ổng lụm đó đâu nè, chắc cũng lụm trong hãng không ra quá. Cho cái bịch Honda đây để mình nổ quá trời, nó nói mình nó gam không thấy bà nữa đó anh em. Này con ốc nghe chứ phải gì đâu nè, xé luôn nè. Đó Bởi vì đó tôi lâu lâu lên đây là ổng kêu giúp cho ổng vé nè, chứ ổng là ổng giúp tôi rồi. cái này thì mình hỗ trợ đồng hương đi, người ta không có điều kiện đến đây với em á thì những anh em có điều kiện rảnh rỗi đến đây thì mình cũng giao lưu rồi mình cũng giúp anh em nó ở xa luôn đó. Như anh Thiện của bánh tre này anh có lại đây được đâu, nãy điện anh còn leo trên cây cục điện á, leo xuống anh là thợ điện hay gì đó, nãy điện anh hút máy anh nói anh đang leo lên cây cục điện anh leo xuống rồi thì anh không có đi được thì Đồ của anh nhà là đồ ở trong hãng, anh lụm trong hãng không anh em? hãng không hả, Lụm trong hãng không à? mua đồ xé bịch thì nó mới đã tay anh đó thì Lụm ở trong hãng á. anh cứ gác thấy hết cái đó đi, anh sẽ để qua bên nào góc một thôi rồi qua đóng đạn vô đi hút đạn vô đi, đóng đạn vô bố này kia đi. Thì trong cái máy là chút xíu đi lên hình cho anh em coi, cái máy này nó vừa có nắp sơn vừa làm đẹp vừa ốc hãng mới, cái máy nó anh em như cái máy mới ra lò mà đã vậy đó. Có cái cục đề cũ xài lại nè nhưng mà em cũng phải làm đẹp vệ sinh sạch đây nè. Đó thay nữa là tốn tiền nữa, thôi thay nhiêu thôi, cái gì cũng tài chính anh em mình ra cái bill rồi thì em làm theo cái bill mình cho phép vậy đó, chứ không bao giờ phát sinh anh em,
trường hợp phát sinh là thêm vài trăm ngàn là dữ lắm rồi, chứ không có vụ phát sinh quá trời nha. Cái vụ em đã lên bill tính cho anh em rồi á là không giờ phát sinh đâu, anh em đừng có lo. Cái tài chính anh em nhiều cứ nói em thiết kế cái là vừa là lụm mà nó vậy đó. Anh em có điều kiện thì mua nguyên cái máy Thái đưa qua cũng càng tốt, không có gì hết á, không có thì đồ gia công làm lại đi. Còn bên trong máy thì lúc trước gì đạn là em đã thay một đạn rồi, từ xưa giờ rồi đó, thay đạn mới hết luôn nha, chứ không có xài đạn cũ giữ lại nha anh em đó. Nhiều lắm, cái mong này anh em mà đến với em đi, mà những cái Em máy mỗi mà tay, em mỗi tay luôn mà. em mà làm gia công làm lại thật sự, anh em á xé đi mới biết mỗi tay sao, đứng mỗi giò như thế nào mới biết cảm giác đó, nó đồ vô như thế nào, cái máy anh em nó mới đã được. Thường thường em quay mấy món lớn lớn mà dên lòng đầu bò nồi số mà quay có 5 món chính à, còn nguyên cái mâm phụ của người ta nói chi, nên các nhà mà không có đinh con tán ốc lò xo đó rồi làm sao mà vô cái nhà được, gì cũng vậy, gì cũng phải có này có kia mới được. Rồi cái máy này thì nhờ anh xé hết trơn cái mâm đồ này đi, cái mâm đồ của em nó thật sự là Nó không có đáng nhiều đâu mà chắc hết chiếc xe luôn à anh em ơi. mua trên thị trường không có, Không có mua đáng trên nhiều thị chứ. trường nói chung là anh em mua ở Việt Nam không có đồ đâu, anh em phải mua thẳng qua Campuchia, Thái Lan, anh em qua Nhật này kia luôn nghe, chứ không phải nói mà đơn giản mà anh em mua đồ neo này ở Việt Nam là tại sao những anh em mà cái máy mở ra với đồ lô không là gì đó, người ta không chuyên làm sao mà có đồ cho anh em xài đồ riêng được. Em thậm chí em phải mua những mấy cái máy mấy chục triệu đó mở ra lấy nổ như cái lốc này nè, ở Việt Nam anh em làm gì còn cái lốc mới mà để xài. Anh em không mua mấy cái máy Thái thì ở đâu mà có đâu gã ra có cái lốc này đó, anh em thấy không, mình phải mua cái máy Thái gã ra mới có cái lốc mà cho anh em xài đó, là gì đó lốc này đang ngưng sản xuất rồi chứ có gì chứ á. Này chắc hết luôn rồi, máy mới nguyên toàn bộ đồ mới chứ là hết nha. Chưa, cái này là cái gói em làm cày bừa đó, Vậy hả? còn cao cấp còn dữ nữa, cái gói mà Tôi mấy cái gói mà em thấy làm cày bừa gì đâu muốn hết mới luôn như mới rồi. Xé nãy giờ mà chưa rồi nữa nè. Cỡ 2 tiếng nữa. đây mấy cặp cốt này thì em cũng gam sẵn cho anh em Đẹp nè, ha, thằng gam này như mới luôn ha. thằng cái này thì không có mua mới anh em, cái này em gam nha, Gam thì này như mới đổi luôn. tại cốt đạp cốt số này không quan trọng đó, cái này mua mới cũng không ai bán cho anh em đâu. Thì trong cái máy này là mới thiết kế cho anh em mình gói cày bừa đó nha, chứ không phải mà gói cao cấp đâu. Nhưng cái máy mà đến em gói cao cấp đi thay đồ nó còn dữ hơn cái này nữa, thay một cái là hết cái máy luôn đó. Còn cái này thay đâu có gì đâu, bỏ ra review có đám đó đó, con đám để dưới đất đó thì đồ bỏ mà em thảy thí mẹ dưới đất đi, thì nên em cũng bán về chai thôi chứ có làm xài tới đâu, thành ra mình không cần phải để vô mâm. Còn mấy cái mà đồ mà em gấp rửa gáy sạch sẽ thế này là em phải để lên bàn rồi cho bàn để, mà khi vệ sinh nó còn mắc đi khử trùng nữa chứ đâu phải mà vệ sinh không đâu, còn mắc đem đi đốt nữa đó, đốt cho nó sạch hết ba cái nước cho nó khô ráo hết trơn rồi mới cho gáp vô, gáp nó không có ốc ác, nó không có xét cho mình. Bảo quản cái máy anh em nội mình vệ sinh cái này được chưa, Quá ok, cũng như là lốc mới rồi anh em ơi. như lúc mới phải không Y gan. đó, thì đẳng cấp quốc tế chưa. Cái này là nói chung ra thì anh em nào mà không tin tưởng thôi, tin tưởng lên nhàn Kiên Giang đi thì cái gì thì cũng giải quyết được hết. Rõ ràng đàng hoàng à. Ok. Nhưng á thì đạt anh em làm có quan hệ này nè, em làm á thì cái tiền công của em á lấy cao hơn em khác là cái tiền bảo hành của anh em nữa. Trong một năm đó anh em mà chạy mà lỡ mấy cái đồ gia công lỡ này mà nó lỡ mà nó xui, ví dụ em thay cho anh em cái dân Thái nè, thay cái tay Thái nè, lỡ mà nó xui mà nó lột tay dân đi, chắc lẽ em đi ép lại thì em cũng phải thay luôn cho anh em cái dân khác đó. Thì thay mình thay cái nào mới thì mình thay lại cho anh lại đồ mới, chứ có thể mà thay tay dân Thái rồi tấm một bảo hành này kia rồi chứ lẽ đem lại thay tay dân lô chứ sao. Thành ra cái tiền bảo hành của em á mắc hơn anh em vài trăm ngàn thiệt, nhưng mà đổi lại anh em mà trong khi nó xui rủi thì sao, cái máy mà đâu ai mong muốn cái chuyện xui rủi đâu, anh em bỏ cái máy trăm ngàn mà em ôm lại ôm nguyên cái cục máy có là gì đó. Thì em nhờ những cái máy mà em làm nó đạt chót lọt hết trơn, không có nào bảo hành hết trơn á, thì em lấy em đắp qua mấy cái máy nhiều khi nó xui rủi, nó có giúp cho những anh em mà cài bừa này kia đó, mà mấy cái máy mà em làm một hai cũ đó là có anh em chứ không phải không có đâu ạ. À, có như em làm cho anh trai này cái máy làm cho anh nhiều có 2 cũ trả lại anh em ơi. hai cũ trả lại rồi đó, là đến em thiết kế Nói anh chung em là có nghe anh nè em thấy mình cũng eo hẹp tài chính rồi thì anh nhàn lên cứu cho anh chén, chén sau mình là về mình bớ ơn mình. đó, là vậy đó chứ không phải mà em làm là em có gì sự thật anh em, người thật việc thật không à. Thành ra anh em bỏ ra cái gói dịch vụ của em á, em bảo hành cho anh em cái máy này tới 1 năm lận, từ cài bừa đến cao cấp. Thành ra trong cái động cơ máy này nếu mà em làm mà không đạt một cục đi, em thề là nguyên một lô em ra lò 1 tháng tính vậy là hơn 10 cục, hơn hơn 100 cục máy, làm một đạt nguyên cái lô vô MF mà 100 cây dên này mà tay em nó lỗi 100 cái đi gọi là tàn sân mạng luôn, cái này bán nhà thành luôn á, tàn sân mạng. ừ chứ biết sao mà tiền tiền đâu mà thành nổi nữa. Thành ra cái đồ em xài cho anh em cái đồ chất lượng của hãng đưa ra, thành ra xài yên tâm, em dám mới dám mạnh miệng cam kết bảo hành lâu dài cho anh em mình,
dù mà xài đồ lô vô đi bảo hành cái hang là 100 cục máy thền mà 90 cục nó thấy mộ nội luôn quá Chứ tôi là thấy vậy. từ Hà Nội mà gửi xe vô đó anh em ơi, Hà Nội mà gửi xe vô cho anh Nhàn làm á mà không biết có chất lượng hay không thôi. Thử một cái mới biết Giờ được, thử một cái đi, thử cái đi mình anh em, đến đến cái cái mới mới biết biết được, mà. đúng rồi Tôi đó. cũng chưa đến với Nhàn mà lần đầu đến là Thấy xé cái mâm thấy thấy mỏi xe tay cái đúng mâm không, là thấy tôi thấy hơi tôi quải nãy giờ đó. thấy xé mâm thấy mỏi tay phải không, Hết xé điếm dùm nhiều món nhớ vậy. luôn rồi, hết nhớ rồi, không có nhớ được nổi đâu. Hết nhớ luôn Không có rồi. nhớ luôn. Camera nhá gần cái cây, nhá gần thôi nè, anh em thấy đóng đồ chưa nè, đó nha, cho Không anh có em đếm biết xiết đâu anh em rồi, ơi. cho anh em điếm máy tính mà điếm á, chứ đừng nói mà tay chân anh em cho đi điếm đó, chưa không đâu, xé nữa đi anh, còn Còn nữa, còn còn nữa. nữa đồ của em á là đồ thật sự anh em á, xé bịch Honda đàng hoàng, tệ nhất là cũng phải FCC, xé phải xé công khai minh bạch, xé ở đâu mất tiêu mẹ, đem ra đưa cái món chằn dằn như nè, kêu mà đồ hãng ở đâu ra, hãng hãng nó biết hãng gì nữa, hãng của China Trung Quốc á thì nghe được. Gì nữa? Ừ, cái hãng này của người ta xé rồi Thứ công gì khai xin nè, lỗi thế này? camera quay trực tiếp 24/24 luôn nè, anh em thử coi. Rồi xong nè, anh đứng đây anh coi nó gáp dùm cái chủ xe này luôn nghe, giám định luôn, ở kiểm tra luôn. Đó. Chiều chơi với nhà khô máu luôn. Nó chơi khô máu được, chiều về luôn, thử nghe Nãy tiếng giờ máy mới cày nghe bừa luôn. nhà kia gian làm cái coi. Rồi Chơi chút khô xíu máu nữa với cái nhà chiếc luôn. xe làm cho hai củ cày bừa đó, cảm nhận giùm em cái luôn, coi Đồ coi chạy được đồ không. này hình như là đồ đồ mới anh em ơi. Rồi mới Mới hay trong nổi hộp. nha. Mới hàng chứ đồ cũ nha. Ừ. Đó, hết cái đây cho đại phú nó gấp vô cái. Mấy con này để riêng cả đây nó gấp lại. Để cái xíu vào này đi. Mấy cái đồ sắt nó sao mấy cái đồ con nó gấp. Mấy cái đầu giấy nó gắt hả? Đồ giấy nó gấp nó. Đó. 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 Biết bao nhiêu món nên thấy chưa? Đó, Không có điểm đếm đi. được. Điểm đi. Đến với em là phải rõ ràng gì đó chứ không có nói mà tại vì nói chung những anh em mà gỡ lấy cho em thật sự là tin em vừa 100% rồi, không nói gì tin mới gỡ lên đây, còn tin bây giờ em làm đồ Trung Quốc không anh em làm gì biết đó, Quá nhưng mà ok. những người anh em cộng đồng mạng người ta sẽ biết nha, cộng đồng mạng người ta coi kênh người ta sẽ biết, Rồi mỗi thậm tay chí luôn anh em ơi. mỗi tay đúng không. Đây. Rồi cảm ơn anh nha, Rồi. đợi quá trời im Chúc nhà cái nha. già, thằng kia nhờ cái tiếp cho anh Thiện cái khâu này quá im mày đó, khi mà em là Rồi làm anh. gian dối đi anh em, mà những người không gành về máy thì không biết thiệt, mà những người cộng đồng mạng sẽ biết, có những cái cục máy em làm không biết cái cửa hàng nào mà làm ở đâu á, em cũng không biết luôn nữa, mà mở ra một cái hang là quay là anh em đã biết cái lò đó làm rồi, hay vậy đó. Chung là khán giả là người ta coi nhiều kênh, người ta nghiên cứu lắm, còn tụi em chỉ làm có một kênh một lần tối ngày à, khán giả là coi kênh này kênh kia kênh nọ tùm lum kênh ra, cái lò nào của ai làm ra như thế nào là khán giả nắm liền, rồi cho để gấp vô cục máy cho anh Thiện đi, đặng cho nổ máy cái nhờ anh xe ôm nó cảm nhận giùm cái luôn. Đúng không Chanel, sáng phu Chanel mà chạy có bích tông Attila thấy hết ham nghe, người ta là phải đúng cái nết gin chạy là phải đã chứ đó, xe mình không phải là còn ít tăng đa thiệt nhưng mà chạy ít ga nó cũng phải vậy. Rồi nãy anh thử anh cảm nhận sao vài tiếng đây. Hồi sớm thì chạy chỉ có một cái giác này lên tới 6-7 rồi. Sáu bảy Thì vừa bụng rồi. Vừa bụng rồi. Cày bừa đó nghe nè. Đúng rồi. Cày bừa đó nghe. Chứ không thì phải mà dạng cao cấp đó. Cài bừa chứ gì. Rồi xe này anh về thẳng tiến về thôi, không có gì. Rồi, có nhà có gì tới alo nhà anh nhắn nha. tin cái. Thế này đừng có câu đai gì nghe. Rồi. Tuyệt đối là không có được câu đai. Chỉ là về về là cứ quất cài thôi. thôi ha. Cài thôi. Rồi. Về là quất liền. Vậy tao bển nhắn tin em hai cái được rồi. Rồi ok. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Thôi khỏi đi cưng ơi.
chạy về tới nhà vậy là bển rửa luôn. Ờ, về anh nha. Dạ dạ. Về xe coi. Rồi giờ tiễn cho anh trai ở khu vực 67 chạy xe ôm về cài kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Thì những anh em nào khu vực 67 nhớ ủng hộ em cái nghe. Thì cái cục máy tụi em cũng gáp xong rồi cho anh em coi trước khi tụi em chưa lên máy nè. Cục máy này là của anh Thiện ở khu vực Bến Tre nghe nè. Anh em thấy cái máy sáng gỡ ra anh em thấy thấy gớm không? Đó. Giờ khi tụi em làm đẹp nè, đổi nắp sơn nè, ốc mới nè, cái ốc này là ốc mới, ốc hãng anh em, chứ không phải ốc cũ đâu nghe. Đó. Thấy nhức răng chưa? Đó. Dữ dằn hơn dữ dịch chưa? Đó. Nên chỉ cần vừa thay ba cái món này nữa là thành thành máy mới luôn nè. Dây mắc đọt nè, dây báo số nè, với cái cuộn điện nè. Tại vì ba cái món này nó không hư nè, không có hư. Thì giờ nếu mà chủ xe có điều kiện thì chủ xe gì chủ xe dọn xe mới thì thay, còn không ấy thì xe cày bừa không cần phải thay nha. Đó, còn cái chùm ba này nữa thôi. Nó còn như là cái cục này nó đẹp hết trơn rồi. Cho nên coi cái dách dưới luôn. Đó, còn phải coi từ trên tới dưới mới được. Anh thấy chưa? Cái dịch vụ làm đẹp cái cục máy anh em thấy nhức răng nha. Chứ không phải là cái này sáng mà chủ xe bán cát rồi đó. Chủ xe sáng cái máy này đi bán cát anh em. Này nói chung là em cứu lại đó. Chứ không thôi mà anh em không biết mà đi bán cát cái là hư hình cái cục máy liền nha. Đó. Rồi cho bác đợi bắt lên test thử cái nữa là giao cục máy này cho anh Thiện rồi. Còn gì? Đó. Thì quay lại cái chiếc xe của anh Dũng Shinano mới để lên áo nữa là xong rồi. Chứ cái xe của anh Dũng Shinano dàn áo quá nổi rồi. Cái dàn áo mà trắng trắng bạc bạc này. Lên cái máy thái rồi nữa, thứ gì chịu nổi chứ. Xe này. Quá dữ. Thì anh Dũng cho nghe tiếng cho khán giả nghe tiếng máy coi. Nói coi nghe cái máy thái nổ coi. À máy nổ nghe giòn quá giòn nè. Cái máy này chỉ nghe cái tiếng kìm bụng nó kêu tạch 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 nè mà chứ không nghe gì trong cái máy này. Máy này về cho anh Dũng đi uống cà phê một cái chạy tới nó sâu nhất nách này cứ gì chịu nổi. Nguyên cái máy sang qua chỉ giữ cái bộ lửa là thôi đó nè, sạc hết luôn nó nắp bọn này kia không có bỏ gì chứ. Xe này anh cứ nhờ em dọn xương xương nha, chứ không có dựng xe thùng thì không dựng xe thùng thiệt, nhưng mà cũng phải giống với cái chiếc xe trong thùng ra nghe nè. Đó mình cũng làm tôm tắt này kia cho anh, áo mới phục mới bánh mâm sơn bô cũ nữ lợi mình cũng phải đánh bóng này kia lại nha, để chưa rửa nói chung nó còn quằn quện quá. Okay, nói chung là chung quy là cũng được rồi, xe này cũng 8-9 nút rồi em, tệ đâu. Em thì cũng ít có lãnh xe dọn lắm nghe nè, nên nào có dọn xe này kia mình lên cái phương án trước, lên cái bill em sẽ tính xương cho anh em mình dọn cái để nó tránh cái tình trạng phát sinh. Phát sinh cái là anh em tốn tiền làm lưng chừng chứ không lẽ anh em bỏ. Ra mình lên cái bill chính xác, phát sinh là 1-2 triệu thì không có sao. Rồi dọn chiếc xe 25 triệu mà phát sinh ra 45 triệu là mấy cái đó là mới mệt, mới đau anh em nha. Thành ra mình làm cái gì mình phải tránh cái tình trạng phát sinh ra. Người ta kêu cái người nào phải chuyên nghiệp được làm với từng những gia chạm với dòng xe này nhiều. Người ta biết được cái giá trị của món đồ là mua cái gì, là bao nhiêu tiền. Còn không biết anh em cứ nghĩ như những món đồ xe khác là tiêu mua mấy dòng xe này nó mắc tiền dữ lắm. Thành ra những anh em thì chuyên neo thiệt. Thì em á thấy cái nào mà thấy thứ nhất là nó ăn chắc mặt bền cho anh em đỡ tốn kém thì em sẽ thiết kế cho anh em, chứ không phải em thấy làm neo mà em cứ khen neo. Phải thật sự chiếc neo nó bán mắc hơn mấy chiếc phù mập đó, anh em cứ mua mấy chiếc phù mập OLED đi xài đi, trẻ gì nào mà thấy cái máy nó tệ đó đóng cái máy thái thứ này nè, thứ của anh Dũng Shinano xài nè, lên là anh em xài đi nó rẻ tiền chứ không cần phải kiếm neo dọn đâu nội. Neo anh em mua xác không giờ mấy chục rồi, nghe anh Dũng nói cái xe xác này anh Dũng cũng mua 30-40 triệu rồi
đóng cái máy nữa, tính ra dọn cái xe này gần 100 triệu đó, chứ đâu phải ít đâu nè em. Nó vừa xác xe vừa tiền dọn tiền mua máy em cộng đi gần 100 triệu rồi đó. Ở ra những anh em làm neo thiệt, nhưng mà em không có cổ vũ anh em mà mua mấy cái xe này dọn. Thì những anh em nào có điều kiện thì em không nói nghe, tại anh em có điều kiện thì mình đâu có vấn đề nghĩ về tài chính đâu. Thành ra những anh em nào tài chính khó khăn á, mình nên cân đo đong đếm tính toán làm sao mà cho nó vừa cái tài chính của anh em mình cho phép đưa ra, nó không có phát sinh. Đúng. Cũng như cái xe này thì em làm ở chung chung quy là cho anh Dũng Sino nó uống cà phê thôi, chứ không cần phải dựng như xe thùng xe gì. Cái chiếc xe này bây giờ dựng thành chiếc xe thùng như hồi xưa đó, anh em đâu có dưới giá 150 triệu đâu nè. Những xe thùng mua đồ mới lắp hết đó, thành ra nó mắc dữ lắm. Nhưng mà cái xe anh làm vậy thấy em thấy cũng 8 9 nút rồi, còn gì mà bàn nữa. Rồi clip của nhà Kiên Giang hôm nay cũng dài rồi, thì hẹn anh em nhiều cái clip kế tiếp đi. Bye anh em, chào anh em nhé. Video của Nhàn đến đây đã hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem và theo dõi. Nhớ cho Nhàn một like và một lượt đăng ký nhé. Hẹn gặp lại mọi người video kế tiếp.